Xin chào các bạn, hôm nay kể chuyện phim xin giới thiệu đến các bạn phần mới nhất của bộ phim Kinh Man. Đây cũng là nguồn gốc khởi đầu của tổ chức gián điệp tư hữu này. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1902 tại Nam Phi, lúc này là thuộc địa Anh Quốc, tại đây vẫn còn những phần tử phản kháng chủ nghĩa thuộc dân mà Anh Quốc thiết lập. Công tức Oxford cùng gia đình đến đây theo mục đích cứu trợ y tế cho quân đội hoàng gia. Trại tập trung này cũng đang có những sự bất công làm Oxford không vui lòng. Ông có ông bạn đang phục vụ tại đơn vị này đó là tướng Kitchener. Bà công tước bên ngoài chờ đợi, dạy cho con trai Conrad những bài học về trách nhiệm của công dân, đặc biệt là những người trong giới quý tộc như họ để phục vụ quốc gia và làm gương cho xã hội. Bà vào trong xem tình hình, để lại cậu bé cho người hầu thân thiết của gia đình, anh ra đen trong chừng. Cậu bé nói với Sola nếu huyền thoại vua Arthur vẫn còn sống thì mình sẽ là Lancelot, cha là Arthur, còn mẹ sẽ là Guinevere, Sola là Merlin hùng mạnh. Sau cuộc thảo luận, Oxford cùng ông Kitchener rời khỏi lều, mở cửa để hàng tiếp tế vào. Ngay lúc đó, có tên xạ thủ núp sẵn từ xa nổ súng Hồng giết được Kitchener. Phát súng đầu tiên trúng chân Oxford. Các phát súng sau lần lượt hạ các binh sĩ khác. Bà Emily chạy lại kiểm tra chồng thì ông bảo hãy quay về với Conrad. Tên xạ thủ với mục đích giết Kitchener nhưng bà Emily vô tình chắn ngay đường đạn, thế mạng cho Kitchener. Anh người hầu Sola cũng kết thúc được tên xạ thủ nhưng không kịp cứu Emily. Trước khi nhắm mắt, bà Emily dặn dò Oxford hãy bảo vệ con, làm những gì cần làm để tránh những cuộc chiến tranh trong tương lai bảo vệ thế hệ trẻ khỏi những bi kịch gây ra bởi những ông già. 12 năm sau, Conrad cũng lớn lên trong gia đình quý tộc. Cậu được học lái máy bay khi còn trẻ. Bảo mẫu Watkins thì không đồng tình với cách giáo dục con của Alford, vì ông cố gắng bảo vệ cậu theo lời hứa với vợ, có phần hơi thái quá khi không để cậu đi bất kỳ nơi đâu ra khỏi tầm kiểm soát của ông. Ở nhà, Conrad được học võ thuật từ Sola. Sự chăm sóc chuẩn mực của bảo mẫu Watkins. Một ngày nọ, Conrad đã đủ lớn, được cha dẫn đến tiệm may danh tiếng hàng đầu thế giới tên là Kingsman cách gọi của giới quý tộc ám chỉ những người hầu của họ. Conrad được khoác lên bộ vest thượng lưu thay vì bộ đồ săn cậu mong muốn. Tại đây, họ gặp lại Kitchener, theo sự sắp đặt từ chính Kitchener vì muốn bàn chuyện chính trị cùng Oxford. Conrad cũng lần đầu quên biết Morton, phụ tá của Kitchener. Hắn hứa sẽ giúp đỡ cậu vào pháo binh khi đến tuổi. Cha cậu từ trên bức xuống thông báo cho cậu biết sẽ tặng cậu bộ đồ săn mà cậu mong muốn cho nhiệm vụ sắp tới. Tại một ngọn núi hiểm trở nọ, xuất hiện nhân vật hầm hố lên núi nhờ thang máy chạy bằng cơm. Hắn chính là Rasputin huyền thoại, nhân vật có thật trong lịch sử, từng khuynh đảo Nga Hoàng và cả châu Âu. Hắn bước vào căn cứ bí mật của tổ chức khủng bố thế giới. Hắn tặng chứng lưu niệm, đặc trưng của Nga, có hình con dê Angus cho tên trùng giấu mặt mật danh mục tử, tức là kẻ chăn Trong phòng họp, đầy đủ những gương mặt sừng sỏ, hiện đang làm mật vụ trong các chính phủ khắp thế giới. Trùng cuối giao cho mỗi người trong phòng một chiếc nhẫn, có biểu tượng động vật riêng, tương ứng cho mỗi người. Bên trong nhẫn có viên thuốc độc cyanur dùng trong trường hợp nhiệm vụ thất bại. Bản tính thô lỗ, Rasputin không hài lòng với biểu tượng con rùa trên nhẫn mình, phản kháng vài câu đã bị trùng cuối đe dọa và thị uy bằng cách giết chết con dê trong bầy hắn nuôi. Rasputin sắc sượt cũng phải thuận phục hắn. Hắn giao nhiệm vụ cho tên khủng bố Princip giết công tước Ferdinand, khơi màu cuộc thế chiến. Trên đường đi của công tước, tên khủng bố đã chờ dẫn từ trong đám đông, ném bom tự chế. May mắn, Conrad ngồi cùng xe với ngài công tước, đã phản ứng nhanh, dùng cây dù đánh bay quả bom ra sau, nổ chiếc xe của đoàn hộ tống. Tên khủng bố tưởng mình đã thất bại, định uống cyanua tự sát, nhưng đúng lúc lại gặp chiếc xe công thức đi về sau khi kết thúc cuộc họp. Số công thức phải chết, lái xe quạo ngay vào đường cụt, phải lùi xe. Thấy thời cơ sửa sai đã đến, tên khủng bố ra mặt rút súng giết chết cả hai vợ chồng công thức. Tất nhiên dùng cách này thì hắn cũng bị bắt tại chỗ nhưng mục tiêu đã đạt được. Bảo vệ công thức thất bại, hai cha con Oxford quay về. Ông kể cho Conrad nguồn gốc mâu thuẫn giữa các quốc gia. Ngày trước có ba anh em họ, cháu của nữ hoàng Victoria, đặc biệt ở đứa lớn nhất, chuyên gây rắc rối. Khi lớn lên, một trong ba là vua George, người yêu hòa bình. Ông nhờ thuộc hạ gửi đi bức hình lúc nhỏ, hòng nhắc cho hai người còn lại về tình cảm khi xưa, tránh gây ra những xung đột cho đất nước. Ông anh lớn hiện là vua nước Đức, vẫn hiếu thắng và cao ngạo như xưa. Tên thuộc hạ của ông cũng là gián điệp bên phe chủng cuối mục tử. Hắn không quên nhiệm vụ bơm thổi, khiêu khích vua gây chiến, sử dụng cả khuyết điểm bàn tay dị tật của ông. Rasputin huyền thoại cũng đang làm mưa làm gió trong hoàng gia nước Nga, mê hoặc người anh em còn lại là Nga hoàng Nicholas, khơi màu cuộc chiến chỉ vì những việc nhỏ nhặt dù nữ hoàng có lời căn ngăn nước anh đang đau đầu tìm cách giảm căng thẳng giữa nga và đức tuy vậy cuộc chiến vẫn nổ ra thế hệ trẻ lần lượt ngã xuống chỉ trải qua hai năm ngắn ngủi cuộc chiến leo thang gây ra thảm họa không thể hình dung nổi làm kiệt quệ cả châu âu tên mục tử hài lòng với những điều hắn làm được vì hắn vốn dĩ là người scotland bị áp bức bởi nền quân chủ anh nên mục tiêu cuối cùng đó là báo thù bằng cách rút nga khỏi cuộc chiến tổng lực tấn công vương quốc anh cuối cùng anh quốc cũng tham chiến lệnh nhập ngũ bắt buộc được ban hành. Conrad vô dĩ còn trẻ, chưa hiểu chiến tranh nên nàng nặng đòi nhập ngũ dù Oxford ra sức ngăn cản. Dùng cả ảnh hưởng của mình để đảm bảo lời hứa với vợ được thực thi, bảo vệ con khỏi chiến tranh. Ông nói với Conrad rằng ông không tin vào chiến tranh. Khi đã từng tham chiến thời thuộc địa, ông tự hỏi chẳng có lý do gì có quyền đến xâm lược, chiếm tài nguyên, đất đai, giết những người đang cố gắng bảo vệ quê hương họ. Tại Nga, Rasputin dùng thuốc phiện nhét trong kẹo, đưa cho hoàng tử uống để mê hoặc Nga hoàng ép Nga hoàng phải từ bỏ cuộc chiến để Đức có thể toàn lực xâm chiếm Anh theo kế hoạch của chùm cuối mục tử. Nhưng tất cả cũng bị nội gián Anh quốc theo dõi. Tin tình báo đến được Nga, Kitchener biết mục tiêu tiếp theo sẽ là Anh nếu Nga rút khỏi cuộc chiến. Họ sẽ cử đội đặc nhiệm sang Nga để giải quyết vấn đề, tìm cách giết Rasputin. Conrad có mặt tại đó cũng xin tham gia, nhưng Oxford tất nhiên không đồng ý và bắt cậu ra về. Kitchener đi bằng thuyền sang Nga, cùng với thuộc hạ tuần trên đường đi, hắn xin ra ngoài tàu vì say sóng. Ít lâu sau, tàu của Kitchener bị ngư lôi từ tàu ngầm bắn hạ, điều khiển bởi chính mục tử. Không còn Kitchener, Offord hiểu rõ nhiệm vụ ông cần làm, quốc gia đối mặt với hiểm nguy. Offord lần đầu dẫn Conrad vào căn cứ bị mặt ngay dưới căn nhà của mình. Nơi chị Bảo Mẫu và anh Sola cũng là những mật vụ của ông. Ông giải thích, chính danh tiếng là người không màng chính trị của ông, phù hợp nhất để phục vụ quốc gia dưới vai trò mật vụ ngầm. Và những mật vụ ngầm hữu ích nhất chính là những người hầu đứng sau các quan chức, họ gần như vô hình. Đây chính là tiêu chí của tổ chức do Orphos lập ra, đã có mạng lưới trên toàn thế giới. Ông kể đã đến nhà tù thăm dò tên khủng bố. Lần ra được manh mối tất cả sự kiện xảy ra gần đây có bàn tay của một tổ chức bí ẩn nào đó. Nhiệm vụ lần này họ phải đến Nga để điều tra, tốt nhất là giết được Rasputin, ngăn sự diệt vong của Anh quốc. Lần này Conrad được tham gia để làm mồi nhử Rasputin cắn cộng. Rasputin sẽ tham gia buổi tiệc Giáng sinh, hắn thích bánh ngọt và các chàng trai trẻ. Cả nhóm muốn dùng yếu điểm này để đánh bại hắn. Bảo mẫu sẽ dùng Sianua làm bánh, Conrad sẽ dụ Rasputin chống kế. Rasputin xuất hiện quyền lực trước mắt giới quý tộc Nga. Còn Rasputin có gây ấn tượng như mùi chài Rasputin thất bại. Ngược lại, Rasputin đánh hơi thấy có vấn đề, muốn lật mặt Oxford nên yêu cầu tiếp cận ông. Mời ông vào phòng riêng, muốn chữa trị vết thương đạn bắn trên đùi cho Oxford để thăm dò. Trước khi bắt đầu, hắn thấy có bánh ngọt liền bày ra ăn ngấu nghiến hết nửa cái bánh. Sau đó bắt đầu thôi miên Oxford, chữa trị bằng phương pháp không giống ai. Tiện thể đang bị thôi miên, Oxford trả lời những câu hỏi của Rasputin trong vô thức. Đang tra khảo thì Rasputin ói ra hết miếng bánh, vốn dĩ ở địa vị như hắn, dễ bị đầu độc. Mỗi ngày hắn đều tự ăn một ít cyanua để tạo kháng độc. Chiếc bánh này gần như vô dụng vào kế hoạch bại lộ. Tuy vậy, chân của Oxford lại khỏi thật. Hắn dụ ông lại hồ nước, lật bài ngửa và định giết Oxford. Bên ngoài Conrad và Sola thấy điều bất thường, xông vào động thủ với Rasputin. Nhưng sức trâu hơn người, kỹ năng vũ thuật thượng thừa. Sola không có cửa nào giết nổi Rasputin, lại bị hắn tiêm cho liều thuốc phiện mất hoàn toàn khả năng chiến đấu, mém bị kết liễu. Con Rush kịp thời ra tay, nhưng cậu lại chỉ bắn trúng cây đao của Rasputin văng ra, súng bị kẹt đạn, đành phải đánh tay đôi, để rồi bị tẩn cho một trận tơi bời. Hai cha con liên thủ, vất vả lắm mới làm được Rasputin bị thương. May mắn, Orphos dùng hết sức đẩy Rasputin bằng lưỡi kiếm xuống hồ. Tưởng hắn đã chết rồi, nhưng quá trâu bò, hắn lại đứng dậy chiến đấu tiếp tục. Nhưng bảo mẫu xuất hiện kết liễu hắn bằng một phát súng. Không có gì nhanh gọn bằng súng đạn. Tại căn cứ bí mật, Mục tử nổi điên khi biết Rasputin thất bại, chém gãy chiếc rừng của con dê Angus. Nga hoàng không còn bị kiểm soát nên hắn đã lập kế hoạch mới, nhân vật lợi hại khác của dòng lịch sử tiếp quản nhiệm vụ tại Nga chính là Lenin. Trên tàu về, mọi người tổ chức sinh nhật thứ 19 cho Conrad, cậu cũng thẳng thừng tuyên bố sẽ nhập ngũ vì đã đủ tuổi cha không thể kiểm soát cậu nữa. Conrad đến bộ tư lệnh để xin đăng ký lên đường. Ở nhà cha cậu có phần lo lắng, nhưng ông cũng đã sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Tại đây cậu cũng bị các sĩ quan tẩy não rằng, sung sướng và ngọt ngào thay khi được chết cho tổ quốc. Phía Đức, tên gián điệp đang dụ dỗ vua chuyển điện tính, lý do lo sợ Mỹ tham chiến sẽ gây bất lợi cho Đức. Ông cũng bị thuyết phục và cho chuyển mật tin đó bằng mã hóa cao cấp nhất họ có. Tình báo hải quân Anh quốc lúc này cũng nhận được mật tin này, nhưng để giải mã không phải điều dễ dàng. Mật vụ của Oxford trong vai bà phục vụ nằm vùng trong cơ quan tình báo cũng lấy được đoạn mã chuyển về căn cứ Oxford để chị bảo mẫu giải mã. Với nhiều luồng tình báo kẻ cắm khắp nơi, chị cũng giải mã được đoạn điện tín. Đức vương muốn liên minh Mexico nhờ họ gửi quân đánh chiếm, phân tán lực lượng Hoa Kỳ, nhằm kìm chân Hoa Kỳ khỏi cuộc chiến đang diễn ra tại châu Âu, kéo dài thời gian để Đức thuộc tỉnh Anh quốc. Nhận được tin giải mã từ vua George, nhưng tổng thống Mỹ không tin, quyết định không hành động gì cả cho đến khi có bằng chứng xác đáng. Đến mặt trận phía Tây, Conrad ngớ người khi chỉ huy thông báo anh được lệnh từ vua George điều anh về London thay vì ra tiền tuyến như nguyện vọng, thất vọng bước ra ngoài. Conrad chọn đúng một binh nhất tên Ray, bảo theo mình. Binh nhất Ray theo lời hướng dẫn của Conrad về đến dinh thự của cha anh, kể câu chuyện lúc nhỏ về vua Arthur cho Sola nghe như mật mã làm tin và được đón tiếp vào dinh thự, chuyển thư cho Oxford. Conrad cho cha biết rằng đã hoán đổi vị trí với Ray và hiện được chuyển ra tiền tuyến với tư cách là Ray, thuộc quân đội Scotland. Ở tiền tuyến, giữa hai chiến hào, có điệp viên Anh dưới màu áo quân Đức mang cờ Anh cố gắng chạy về phía đội nhà để chuyển thư tình báo, dù đồng đội cố gắng yểm trợ nhưng đã bị phá binh bắn trúng. Chỉ huy cho biết đang rất cần tin tình báo đó nên yêu cầu tình nguyện viên cho chiến dịch thu hồi thông tin. Conrad tình nguyên tham gia. Nhiệm vụ bắt đầu khi đêm xuống cả hai phe đều cử người ra thu hồi tin tình báo, nhưng màn đêm tối tăm, dù mang súng nhưng không ai được phép bắn, vì sẽ lãnh cả hai làn đạn từ cả hai phía nếu họ nổ súng. Cuộc đụng độ bằng vũ khí cận chiến bắt đầu. Nhờ được huấn luyện võ thuật từ nhỏ, Conrad dễ dàng hạ được vài tên Đức, nhưng không thể địch lại số đông khi đồng đồng của anh đã gục hết. Ngay trước khi Conrad bị kết liễu, anh Chỉ Huy cũng liều nổ súng cứu anh một mạng. Làn đạn từ hai phía chiến hào nổ liên tiếp, Chỉ Huy cũng bỏ mạng, còn mỗi Conrad, tưởng đã yên nhưng Hòa Châu được bắn lên cậu phải chạy thoát thân, nhảy vào hố bom tránh luồng đạn, vô tình ngay đúng địa điểm của anh chàng tình báo lúc trước, còn sống nhưng hiện đã cụt chân do pháo đức. Conrad nhận ra sự khốc liệt của chiến tranh và lý do cha anh không muốn anh phải ra tiền tuyến. Anh lính tình báo đưa cho Conrad dữ liệu tình báo của mình, yêu cầu cậu hoàn thành nhiệm vụ và sẽ được trở về như người hùng. Conrad vô dũng cảm quyết tâm phải lôi được anh điệp viên về với mình. Chờ mặt trời lên, đồng đội dễ nhận ra mình để im trợ. Conrad cõng anh tình báo trên vai, dưới sự hỗ trợ hỏa lực từ phay nhà, anh băng làn đạn chạy về gần đến nơi thì lại trúng pháo đức anh vang về chiến hảo không thương tích nặng nhưng dư chấn vụ nổ đã làm anh điệp viên thiệt mạng bi kịch xuất hiện khi conrad xưng danh ray và gặp ngay đúng người bạn của ray kèm theo giọng nói không phải từ scotland hắn lầm tưởng conrad là điệp viên đức nên nổ súng kết liễu conrad ngay tại chiến hảo anh ray thật thông báo với oxford con trai ông đã hy sinh nơi chiến trường ông thật sự sụp đổ không muốn màn chuyện chính sự nữa Tất cả những gì còn lại là tấm huy chương của Conrad do chính vua George trực tiếp đưa cho Oxford. Chị bảo mẫu thể hiện sự thất vọng, giận dỗi khi thấy Oxford như vậy và cả tình cảm với Oxford từ giá chức vụ quay đi. Nhưng rồi Oxford cũng biết đã đến lúc phải đứng dậy vì quốc gia vẫn đang cần họ. Tại Nga, Lenin đã thống nhất Đảng Cộng sản, ép Nga hoàng thoái vị. Ở căn cứ mật, Morton Thuy đã hoàn thành nhiệm vụ gửi điện nhờ Mexico can dự, nhưng trùng cuối không an tâm, cử thêm Mata vào Nhà Trắng hòng gài bẫy Tổng thống để kiếm soát ông nằm vùng của tổ chức tại đại sứ quán Mỹ ở London cho biết tổng thống Mỹ vẫn phớt lờ mọi đề nghị từ London, ắt hẳn là có lý do. Nên Oxford đích thân đến nơi điều tra. Oxford nhận ra chất liệu rất đặc biệt từ chiếc khăn choàng cổ treo trên sào, nhớ lại đã từng thấy tên khủng bố có nó. Chủ nhân của chiếc khăn bước ra, Oxford hỏi cô nàng cách nào thử vải cashmere, à cho biết phải dùng nhẫn và lấy ra chiếc nhẫn của tổ chức. Đều là những tình báo đẳng cấp, à cũng biết mình đã lộ, định ra tay giết Oxford thoát thân. Nhưng võ thuật của à không thể so với Oxford, đã bị hạ đo ván. Đại sứ Hoa Kỳ cho Oxford biết, ả gián điệp đã dùng mỹ nhân kế rũ rỗ Tổng thống và quay lại đoạn băng để kiểm soát ông. Hoa Kỳ vì đảm bảo danh tiếng của Tổng thống sẽ không tham chiến cho đến khi thu hồi được đoạn PH mở gốc. Đem chiếc khăn đến tiệm may Kingsman, Oxford tìm ra nguồn gốc của loại vải đặc biệt này là từ lông dê núi Kama mà chỉ duy nhất một nơi trên thế giới nuôi chúng. Đến nơi, cả nhóm phân tích tình hình. Việc vào bằng đường chính sẽ đánh động. Hiệu quả nhất là nhảy từ máy bay xuống. Ông Oxford đưa ra giải pháp nhảy dù nhưng cả hai thuộc hạ đều chưa biết nhảy dù là gì. Anh da đen lại sợ độ cao. Là người duy nhất biết lái máy bay, Offos phải tự lái máy bay và tự nhảy dù. Khi chuẩn bị nhảy thì xảy ra sự cố khiến máy bay quay vòng. đi bung được dù, nhưng Offos không thể đắp trúng đích. Tỉnh lại thấy mình mắc trên vách núi, bên cạnh là chú dê đang leo núi với phong cách siêu lầy. Dùng tất cả nỗ lực, bắt chước cách leo núi của dê, Offos cũng lên đến vách. Bị chú dê Angus cục xúc húc ngay vào đầu, nhưng Offos lợi dụng bám vào sừng dê mà được kéo lên. Những tưởng Hoa Kỳ sắp trở mặt, tên mục tử yêu cầu thuộc hạ cầm đoạn phim âm bản đưa cho báo chí. Oxford bám theo vào thang máy, khóa trái cửa. Tên vận hành thang máy tạm thời gác lại việc vận chuyển, để tên gián điệp lơ lửng giữa vách núi trong lúc đối phó Oxford. Tất nhiên Oxford chưa được nửa trọng lượng của nên này nên bị đánh tơi tả. Oxford cũng kịp bắn pháo hiệu cho đồng đội bên dưới. Chị Bảo Mẫu và anh Sola cũng tấn công hạ những tên gác phía dưới. Dù phản kích bằng dao, kiếm, nhưng Oxford vẫn thất thế hoàn toàn trước tên châu bò bị hắn đá súng vách mà may mắn vẫn bám lại được anh sola nhảy bám lên đối trọng thang máy chị bảo mẫu bắn đứt dây kéo anh bay lên chém đất đầu tên cho bò đồng thời tên gián điệp của tổ chức khủng bố cũng rất thang súng tan xác chị bảo mẫu báo oxford đã thu hồi được đoạn phim oxford thấy được sự nguy hiểm của mục tử cùng anh sola phải tiêu diệt cho bằng được cả hai chiến đấu lần lượt hạ những tên thuộc hạ phía ngoài tiến vào được căn cứ tên mục tử đã ẩn nấp và hai bên diễn ra màn đấu súng bất phân thắng lại cả hai bên đều hết đạn đi đến quyết định ra mặt cận chiến tên mục tử lộ mặt, hắn chính là Morton. Vì lòng căm hận nước Anh, hắn đã nằm vùng làm thuộc cấp của Kitchener, ngấm ngầm dẫn dắt chính sự. Chính đêm đó, hắn giả bộ say sóng, rời khỏi thuyền, lên tàu ngầm bắn ngư lôi giết tướng Kitchener. Morton đề nghị chiến đấu như quý tộc, nhưng anh gia đình phát hiện ra điều gian trá từ cây kiếm của Morton vô dĩ có dấu cơ quan chứa súng. Sola bay người cản viên đạn, cứu Oxford một mạng, may mắn viên đạn chỉ trúng vai. Hết đạn, Morton phải đấu tay đôi với Oxford cả hai chiến đấu khá lâu bất phân thắng bại. Nhưng rồi Oxford cũng chiếm được ưu thế khi chém trúng chân Morton, làm hắn giảm khả năng chiến đấu đáng kể. Hắn bèn giờ quỷ kế, lấy từng ngăn bàn quả lựu đạn ném thẳng vào Oxford. Nhưng sức công phá không quá lớn, Oxford dùng tấm khiên đã phá giải gần hết nguy hiểm từ quả lựu. Hiệp 2 diễn ra bên ngoài nhà kho, lần này Morton chiếm ưu thế, mém đã giết được Oxford. Nhưng quả báo bị chú dê Angus lật kèo, trả thù vũ trước rừng bị chém gãy khi trước, mà đâm hắn một phát vào chân lấy lại thế thượng phong cho Oxford. Oxford giữ hắn bằng chiếc khăn choàng cổ lôi lửa ngang vách núi. Hắn nhắc lại tình yêu hòa bình của Oxford hòng cứu mạng mình, nhưng Oxford đã hiểu thông, dùng chính huân chương của con trai cắt đứt chiếc khăn, Tiễn mo tần rơi tự do xuống núi. Đoạn phim gốc cũng được đưa đến tay tổng thống, ông liền thiêu hủy ngay cuộn phim, tuyên bố Hoa Kỳ tham chiến. Nhờ sự tham chiến của Hoa Kỳ, thế chiến thứ nhất khép lại với sự chiến thắng của phe đồng minh, vua George được bình an, cảm ơn sự trợ giúp của Oxford. Ở phía bên kia, hoàng đế Đức phải thoái vị. Cả gia đình Nga hoàng Nicholas dù trở thành thường dân, nhưng dẫn bị tiêu diệt tận gốc. Oxford mua lại tiệm may Kingsman và đặt tên cho tổ chức gián điệp tư nhân của mình theo tên tiệm may này, tiếp tục phục vụ quốc gia như những người hùng thầm lặng, ẩn danh. Xin cảm ơn các bạn đã xem. Hãy theo dõi kể chuyện phim để đón chờ những phim hay tiếp theo nhé.